Có nhiều người bắt đầu buổi sáng của mình bằng một ly cà phê. Còn tôi bắt đầu buổi sáng của mình bằng một người. Cô ấy là An. Từ nụ cười, mùi hương, cách cô chạm vào tôi, giống như là những viên đường trong ly cà phê buổi sáng, và tôi yêu cô ấy. Chào bạn, tớ là Hiệp Bu lớp A2. Con trai phát điên vì cậu đấy. Ở với cậu vui hơn. Không. Thật đấy. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm tôi dành cho An. Những ý nghĩ cứ vụt qua trong đầu tôi rồi biến mất. Và mùa xuân cứ ươm mầm trong tim tôi còn lại. Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ là tôi sẽ chẳng bao giờ nói ra. Chỉ cần được nhìn thấy nụ cười ấy. Vậy thôi. Mỗi sáng thức dậy thấy mùa xuân. Mỗi ngày qua lại thấy yêu hơn. Tôi sẽ nói với cô ấy một ngày nào đó. Cô không nghĩ em lại sống như thế này. Cô hy vọng là em sẽ có được một cuộc sống nó vui vẻ hơn, giống như các bạn khác trong lớp của mình. Cho dù có bao nhiêu bạn bè ở xung quanh em, họ có một cuộc sống vui vẻ như vậy. Ít tuổi không nên đi ngược lại với lẽ tự nhiên.
ngồi xuống đây đã. Cô chủ nhiệm vừa gọi điện cho mẹ. Có đúng như vậy không con? Miên, đúng như vậy không con? Sao con không nói gì với mẹ? Ơi, chiều nay cậu rảnh không? Đi chơi nhá. Không đi gì được lại thì nhiên.
đùa cợt nữa. Cậu biết mọi người nói gì về tớ mà, đúng không? Miên. Chúng mình không đơn độc Miên ạ. À. Chúng mình sống trong cầu vồng. Cậu đã chuẩn bị tinh thần đấy cầu vồng chưa? Đôi lúc tôi vẫn buồn vì ký ức mùa xuân. Ký ức về vạt nắng lấp lánh và vụn vỡ của tôi. Những ngày tháng cuối cùng của thời trung học cuốn đi hết những tổn thương, hờn giận. Chúng gợi nhắc tới bước ngoặt lớn trong đời và từng phút giây trôi qua trở nên quý giá biết bao. Những ngày tháng đó cũng gợi nhắc tôi rằng mùa xuân kết thúc, tức là mùa hạ bắt đầu. Và mùa hạ xót mặt xuống tim tôi. Nào.
xã hội chúng ta nhầm lẫn nghiêm trọng hai con vật này với nhau. Theo bản luận, không liên quan đến nhau. Mấy người có